Công thức giúp trị dứt trĩ, viêm xoang, viêm loét dạ dày rất đơn giản. Bệnh như bệnh trĩ, viêm xoang và viêm phế quản là căn bệnh khiến nhiều người đau đớn và mệt mỏi. Có khá nhiều phương thuốc để điều trị. Thế nhưng bạn nghĩ thế nào là một hỗn hợp có thể chữa cùng lúc 3 căn bệnh khó chịu này? Xin giới thiệu với các bạn hỗn hợp sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ sự phiền toái của bệnh trĩ ngoại, ngăn chặn tình trạng viêm nhức, làm khô mủ ở các xoang, đồng thời giúp điều trị bệnh viêm phế quản và đau răng. Thành phần cần thiết. Nguyên liệu của công thức gồm 3 thành phần: 1 lòng đỏ trứng gà đã luộc chín, 400mg dầu ô liu, 600g sáp ong. Bạn có thể mua tại công ty mật ong, cửa hàng bán sản phẩm ong mật hoặc các trang mạng trên Internet. Thực hiện. Bước 1. Cho phần dầu ô liu vào nồi nấu trên bếp lửa nhỏ, rồi cho phần sáp ong vào đun sôi chừng 10 phút. Lúc này cả dầu ô liu và sáp ong sẽ tan ra đều. Lưu ý, vừa đun trên bếp vừa khuấy đều để hỗn hợp được đồng nhất với nhau. Bước 2. Sau khi đun sôi hỗn hợp dầu và sáp, hãy cho lòng đỏ trứng gà vào và khuấy đều. Hỗn hợp này sẽ tạo bột li ti, bạn hãy vớt bột ra ngoài. Bước 3. Tiếp tục đun hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất. Lưu ý khuấy đều tay để hỗn hợp không bị cháy màu. Sau đó tắt bếp và đợi hỗn hợp nguội hẳn. Bước 4. Dùng rây lọc để lọc bỏ phần cặn. Chỉ cần phần hỗn hợp miễn nhiễm. Cuối cùng, bỏ hỗn hợp vừa tạo thành vào một ly thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh. Hỗn hợp này có thể dùng được lâu và bảo quản được trong tủ lạnh đến 10 tháng. Cách dùng. Đối với bệnh trĩ đau răng và vết bỏng, bôi trực tiếp hỗn hợp vào nơi bị đau 2 lần trên ngày để có kết quả tốt nhất. Đối với viêm xoang, đun nóng để làm tan chảy một lượng nhỏ hỗn hợp rồi nhỏ vào mũi. Hỗn hợp này sẽ vô cùng hiệu quả với việc làm khô mủ và dịch nhờn trong xoang, giúp điều trị viêm xoang hiệu quả. Đối với viêm phế quản, viêm đau dạ dày, uống 1/2 thìa cà phê hỗn hợp này 3 lần trên ngày trước bữa ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ với vài lọ lá cây trong vườn nhà, bạn đã có thể tự chế ra bài thuốc đơn giản trị bệnh trĩ hiệu quả mà không cần uống thuốc. Theo đông y, việc các mô trĩ hình thành là do khí huyết ứ trệ, nghĩa là máu từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch trở lại về tim. Nhưng vì khí huyết ứ trệ máu ở vùng hậu môn theo tĩnh mạch về không hết, sẽ dồn tích lại dần dần làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi. Khi đi đại tiện, đôi khi phân cỏ xác vào tĩnh mạch làm vỡ tĩnh mạch, gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu và đến khi xa xuống tạo thành búi trĩ. Nếu chỉ phẫu thuật cắt búi trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn và không sớm thì muộn, một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Trong dân gian có rất nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm, không qua phẫu thuật, giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bạn có thể tham khảo những cách điều trị bệnh trĩ dưới đây. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý. Có thể nói, cây thiên lý là một loại thực vật dễ trồng, dễ chăm sóc trong vườn nhà bạn. Trong đông y, chọn loại cây này là cách để trị bệnh trĩ dân gian hiệu quả. Cây thiên lý có tác dụng giải nhiệt bên trong cơ thể khi bị búi trĩ nội, chảy máu, rát hậu môn. Cách chữa trị: dùng lá thiên lý còn non khoảng 100g đã rửa sạch, muối ăn chừng 5g, một muỗng cà phê, giã lá với muối, thêm vào 30ml nước đun sôi để ấm, rồi lọc qua màng vải 2 gạt đã tẩy trùng. Dùng hỗn hợp thấm vào bông tẩm thành bông băng, đắp bông băng lên chỗ búi trĩ lòi. Ngày làm khoảng 1 lần đến 2 lần, kết hợp uống với nước lá thiên lý tươi khoảng 3 đến 4 bát một ngày. Chữa bệnh. Chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá. Loại rau này không khó tìm, có thể kết hợp trong mỗi bữa ăn. Đây là loại rau cung cấp nhiều chất xơ, một loại thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên, người mắc bệnh
cần phải kiên trì ăn rau diếp cá sống hàng ngày với số lượng nhiều mới có hiệu quả và khỏi bệnh được. Sau khi rửa rau thật sạch, tốt nhất nên ngâm với muối khoảng 5 phút để ráo nước rồi ăn sống kèm với các món ăn trong ngày. Ngoài ra, có thể nấu lá diếp cá khi nước còn nóng, ấm, dùng để ngâm, rửa hay xong cho người bệnh. Dùng bã còn lại đắp lên chỗ bú trĩ cho bệnh nhân. Bệnh trĩ sẽ khỏi hẳn nếu người bệnh kiên trì dùng rau diếp cá như một bài thuốc hữu hiệu trị bệnh trĩ từ dân gian này. Chữa bệnh trĩ bằng cây lá bỏng. Trị chứng trĩ: dùng 6g lá bỏng, 6g rau sam, rửa sạch, nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị lòi nhôm và lử hậu môn thì nấu nước bù kết ngâm rửa hậu môn và giã lá sống đời đắp vào bú trĩ. Trị chứng đại tiện ra máu: lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhỏ nồi, 10g ngải cứu, xào cháy, 10g lá trắc bá, xào cháy, sắc lấy nước uống 1 ngày 1 thang. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắp, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân, hạt của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ, để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra, sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng, mùa mưa, nước chuối hột loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực, thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh, cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phospho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic, là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước. Đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi
giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi sắc lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau. Lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cẩn thận khi dùng khẩu trang y tế, chúng có thể hủy hoại khuôn mặt bạn. Những chiếc khẩu trang y tế siêu rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng. Khẩu trang y tế dường như đã trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người mỗi khi ra khỏi đường, có thể dùng để che bụi, che nắng hoặc ngăn những mùi khó chịu. Nhất là những chiếc khẩu trang y tế dùng một lần thì càng được ưa thích vì chúng có thể dùng một lần rồi vứt mà không cần phải giặt. Hiện nay, những chiếc khẩu trang này được bán trôi nổi trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau từ 25 đến 15.000 đồng một hộp 50 chiếc. Nhiều hàng rong ven đường cũng đã chuyển ra kinh doanh mặt hàng này. Theo điều ghi trên hộp thì hầu hết các khẩu trang đều ghi xuất xứ là Made in Việt Nam hoặc Malaysia. Với nhiều mức giá như vậy thì chủ cũng đã bật mí rằng hàng 40.000 đồng dùng tốt hơn. Còn những hàng từ 15 đến 25.000 đồng thì là hàng sản xuất tại Trung Quốc và không đảm bảo về chất lượng. Đầu mối nhập về chỉ biết mua lại và bán. Thông qua phát hiện khẩu trang 3 lớp lọc, 90% chất bẩn và khí độc hại, nhưng không có ngày sản xuất cũng như số lô hay cơ sở sản xuất. Nhiều người đã tin rằng có thêm lớp than hoạt tính giúp tăng tính năng lọc bụi với giá 50.000 đồng. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng trăm nghìn để mua vài hộp về bán và dùng dần. Một trình dược viên cho biết, khẩu trang được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản về thật sẽ được dệt bằng 3 lớp vải và được tiệt trùng kỹ càng. Nhưng khẩu trang giá rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều là xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng ra trộn vào thị trường. Chị Hà, 31 tuổi, nhân viên sale tại một công ty ở Hà Nội, chia sẻ, từ khi sót loại khẩu trang dùng một lần giống như các sao Hàn Quốc đang dùng, mình cũng mang hộp khẩu trang y tế mua ở Phạm Văn Đồng về dùng thử. Ban đầu cũng tự tin lắm vì chị bác hàng nói là hàng Nhật nên an toàn về chất lượng. Nhưng khi kiểm tra thì thật sự rất sốc, bên trong là một lớp giấy vệ sinh mỏng. Điều chị Hà bức xúc hơn là trong thời gian dùng mặt chị xuất hiện nốt ngứa và mụn. Không chỉ bán trôi nổi ở các ven đường vỉa hè, những loại sản phẩm giá rẻ này còn được bán online tràn lan trên các trang mạng điện tử. Thông qua về loại khẩu trang này càng trở nên rầm rộ hơn khi một bạn trẻ đăng trên trang cá nhân của mình tấm ảnh gương mặt bị nổi mụn rất nhiều, có chỗ còn lở lét khi sử dụng. Hình ảnh này ngay lập tức được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ và bày tỏ sự e ngại đáng kể.
Bác sĩ Lê Huỳnh Mai, trưởng phòng quy hoạch tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, hầu hết các loại khẩu trang bán ở vỉa hè được may từ chất liệu trôi nổi, chưa qua khâu xử lý vô trùng, có thể chứa cả ổ vi khuẩn trên đó, nặng hơn có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bác sĩ Mai lưu ý, khẩu trang than hoạt tính có mùi hôi là do cơ sở sản xuất sử dụng keo để phun cố định các hạt than hoạt tính. Chính những hạt keo khi bao quanh các hạt than sẽ làm lớp than mất tác dụng. Còn khẩu trang diệt khuẩn có nhiều kích cỡ khác nhau, ôm gọn được vùng mũi miệng, ngăn được các tác nhân gây bệnh có kích cỡ từ 1 đến 10 dm. Loại này được nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân sử dụng, chỉ dùng một lần và tiêu hủy theo chế độ rác thải y tế độc hại. Để tránh loại khẩu trang kém chất lượng gây dị ứng da, các trình dược viên tại một số nhà thuốc Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua hàng vì sự an toàn cho chính mình. Đừng vì ham rẻ mua khẩu trang tiền nghìn rồi mất tiền triệu cũng không chữa hết bệnh. Nên mua khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế chất lượng, không nên mua trên các trang shop online không có chất lượng đảm bảo. Cách nhận biết khẩu trang thật là phần giấy than sẽ dai và không thấm nước, vò mạnh không rách. Cách chọn khẩu trang y tế, nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt bởi thực chất chúng ta cũng không phải là dân trong nghề. Thế nhưng chỉ cần ngâm vào nước thì thật giả sẽ hiện rõ ngay trước mắt. Cụ thể là khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước, khẩu trang giả sẽ bị ngấm nước và ướt ngay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.